để mà đã có khách vô ở rồi thì cái đó còn nói nhiều, nhưng mà những cái building mà chỉ có một hai cái unit mà tránh mà mình không fill up được thì cái đó là một trong những cái khổ của mình. Nào mình lúc sau muốn chia sẻ với quý vị, nếu quý vị là chủ của những cái building, chúng ta fill up mấy cái space đó, mấy cái space có nghĩa là mấy cái chỗ ở trong cái phòng chống chống cái chỗ đó. Thế cứ nghĩ bảo rằng là chị Loan, em có hai cái, một cái là em sẽ chặt người ta mắc tiền 25-30 đồng một square feet để mình muốn cái building đó, một cái em chỉ chặt có 20 đồng 18 đồng 15 đồng. Thì cái, nhưng mà cái năm á, 18 đồng 15 đồng nó tới 10 năm, muốn được 10 năm, còn cái căn cái mà đến 28-30 năm mình muốn có 5 năm thôi, thì cái nào lợi hơn? Đối với người nước xa biết á, thì mình nhân ra cái nào nhiều tiền thì lợi hơn đó. Nhưng mà theo mình biết rằng là càng nhiều năm thì cái người mua cái building của mình càng rất hơn là mình mua, mình cho mướn 3 năm mới đến 6 ở 5 năm. Vâng, quý vị cho mướn những cái building, chúng ta cho mướn ít nhất là 5 năm, không phải 1 năm, cũng không phải 3 năm. Vâng, có rất là nhiều realtor, rất là nhiều chủ rất là sợ về vấn đề gì trả tiền cho realtor. Rồi tôi cho nó mướn là 1 năm đi, rồi giờ tôi trả realtor ít, ok, rồi bắt đầu khi mà nó review lại thì tôi làm lâu để cho nó mướn lâu hơn. Thì tôi quyết định trong hai nhất thỉnh thoảng họ sẽ mướn 1 năm trả cho 1 năm đó họ không ở với mình. Cho nên là nó khác với mướn nhà. Mướn nhà thì khi người ta ở 1 năm thì năm thứ hai thì có thể họ đi cái chỗ khác, họ mua nhà mua cửa. Nhưng mà nói về building thì họ không như vậy. Nếu building thì họ sẽ mở một cái business 1-2 năm đầu, họ còn struggle, có nghĩa là về business nó còn yếu, nhưng mà qua năm thứ ba họ lên rất là nhanh thì từ đó business nó lên. Vâng, có những cái technique, có những cái kiểu chỉ cho quý vị để quý vị có thể có thêm làm nhiều. Có những cái building quý vị có medical doctor như mà nó sẽ đang có bây giờ, thì những cái building của bác sĩ ở trong đó có những cái nó trống, thì khi mà chính phủ cho chúng ta làm những cái chỗ mà để office để văn phòng thì mình có thể cho hãng khác vô cũng được, không cần phải medical. Cái job của mình là sao? Fill up, có nghĩa là làm thế nào đó tất cả những cái văn phòng bác sĩ đó đều đầy hết thì sao mình bán building mình bán mới được, còn nó càng trống thì mình bán không được. Vâng, thế quý vị có những cái building trống mà 2 năm, 3 năm cho đến 5 năm thì khi mà quý vị để ra bán, khó bán lắm. Tại sao vậy? Cũng thế, tại vì cái chỗ đó nó như thế nào đó cho nên nó mới bị trống. Và đó là cái tâm lý của người ta. Đó, cho nên là quý vị nếu mà thấy được thì nhảy vô làm liền, fill up liền cho những người vô, cho trong đó mướn. Nào, quý vị cho tầm bậy vô bốn thì không được. Nhá, mình chỉ phải cho những người dân business đàng hoàng tử tế vô cho mướn. Vâng, còn về vấn đề mình có một cái ở bên Garland ở Richardson, chứ mình có cái townhome. Cái townhome này đối diện ở Sài Gòn Mall có 140 ngàn thôi. Thì cái căn này nó là 1,314 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm. Mình có cái căn ở Walnut gần ngay Trường Nguyên, cái căn này là 170 ngàn. Thì quý vị nhanh tay nhanh chân, tại vì mà nó ra mới lướt lên được có mấy ngày thôi. Thì cái căn này là quý vị mua, nó ngay nằm ngay cái vô Walnut á, nằm ngay cái chỗ đó. Thì quý vị mua căn này sửa lại bán tùy theo quý vị nhé. Thì thường là nếu mà quý vị mua mấy căn này thì quý vị phải trả tiền mặt đấy, phải trả tiền lẻ, sợ nó không có vô được. Bởi vì qua nhà băng làm giấy tờ với nhà băng nhá. Thì cái khu vực này mình có 2 căn, nhưng mà 1 căn họ bán thôi. Thì cái căn nó ở cây đường gieo ở bên đường Walnut ngay Trường Nguyên đó. Vâng, căn đó chỉ bán 170 ngàn, khoảng chừng 2,300 square feet. Building mình có miếng đất đó, quý vị biết rằng là cái miếng đất này rất là đắt hàng nhá. Tại vì bà con hỏi tới tấp luôn, tại vì cái khu này quý vị có thể view cái townhome đó, view được mấy cái townhome ở khúc đó. Thì nó nằm ngay North Kitchen Hill. Cái miếng đất đó 250 ngàn.
chúng ta có một cái nhà ở bên McKinney. McKinney thì cái căn này là 1 tầng rưỡi, 2.424 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đời 2004, 270 ngàn. Căn này 280 ngàn, bây giờ họ xuống còn 270 ngàn. Thì thưa quý vị, mình có những cái một cái building mới mọc ra ở bên Fort Worth. Căn này nó là Koi Laundry nhé. Cái người chủ bán cái building này họ include luôn cái Koi Laundry, thì vẫn buôn bán, vẫn tấp nập bây giờ. Cái Koi Laundry đó có nghĩa là cái giá của người ta bán là 750 ngàn, có luôn cả cái Koi Laundry. Thì cái building đó là 2220, gần ngay cái khu lần mò, thì rất là đắt, rất là đắt hàng ngay cái khu này. Có nghĩa là vô trong đó thì mình thấy là người ta đi ra đi vô rất là đông. Vâng, thì mình nói về vấn đề nhà mới. Và thưa quý vị mua nhà mới bây giờ thì khuyên chúng ta mua mắc hơn là chúng ta mua nhà cũ. Tại sao vậy? Tại vì cái nhà mới á, thì cái giá của họ, cái tiền công của họ, tất cả mọi thứ đổ dồn vô cái vật giá của họ cao, cho nên họ bán mình với giá cao. Nào, cái lợi của mua nhà mới là trong vòng 5 năm chúng ta mới sửa cái nhà. Chúng ta mua nhà cũ thì chúng ta mua ngày trước ngày sau sửa lên nhà mới lấy sang, mới mua sửa mấy chục ngàn rồi đấy. Có nghĩa là sao? Tại vì cái nhà cũ á, thì họ ở lâu, mà cái nhà cũ nó giống như cái tuổi của mình á, tuổi tới cái tuổi mình lớn tuổi thì bắt đầu nó ho từ cái gì, ho từ cái foundation, hư từ cái foundation tới cái roof, tới cái máy lạnh nhá, rồi đến cái gì nữa thì bắt đầu là mối nó mọc chung quanh nhà. Quý vị để mối chung quanh những cái mà phụ tắc sinh mối đó chung quanh nhà. Khoảng chừng khi mà quý vị mua những nhà mới, khoảng chừng 5 năm, after 5 năm chúng ta phải để, chúng ta nên để thì đúng hơn, mối, cái phụ tắc sinh mối ở chung quanh nhà. Cái hại của cái mối nó ăn những cái gỗ ở bên trong cái tường của mình. Mà khi nó ăn những cái gỗ trong tường của mình rồi, mình chỉ đụng căn nhà thôi, còn đời sụp hết. Nhà vợ của ông, vợ cũ của ông Tiger Woods là cái nhà mấy chục triệu sập xuống không còn gì hết, tại vì nó ăn mục ở trong cái căn nhà. Vâng, thế chúng ta, nếu mà chúng ta thích mua nhà có sẵn, mà nhiều người mua nhà thì cũng cứ bắt đầu cứ hỏi Melissa rằng là Melissa, nhà đó có người chết hay không, chết hay không chết mình không biết nhá. Thế làm sao mình biết có người chết hay có người sống ở trong đó? Mình hỏi Polis. Thì những cái người Polis là những người mà ai chết ở trong nhà hay có chuyện gì đó phải report qua Polis, thì họ có cái report đó. Để từ đó mình hỏi, thì thường Polis sẽ hỏi mình rằng là hỏi cái đó để làm gì. Nói là tôi đi mua nhà, tôi làm giấy mua nhà thì tôi muốn biết ở trong cái nhà đó có ai chết hay không. Rồi, nếu có quý vị nào đúng hướng bắc, hướng nam, hướng tây, hướng miền, thì quý vị